Em lên sóng giới thiệu và test với các bác một bộ dàn Sony model là CMT-M333NT hay còn gọi tắt là bộ NET-MD. Bộ dàn này thì bãi về thì em nói luôn tình trạng đó là MD có đọc, tuy nhiên thì cơ không ra đĩa do đĩa dây cura. CD thì dây cura hoàn toàn bình thường, tuy nhiên mắt bẩn lại không đọc đĩa hoặc có đọc rất kén đĩa. Đó. Em bán các bác chơi bộ này là chơi qua giải mã qua cổng quang từ Smart TV xuống, chưa qua cổng AUX 3.5 để các bác chơi điện thoại hoặc máy tính, chưa qua cổng USB chân vuông để giải mã từ máy tính để bàn hoặc máy tính laptop vào qua cổng USB. Đó là ba tính năng mà em bán và giới thiệu với các bác. Em sẽ có giá tốt cho các bác, em sẽ báo giá ở cuối video. Bộ này bãi về hai căng còn thiếu hai căng, tuy nhiên hình thức hai loa lại rất là đẹp, đầu máy cũng rất là đẹp. Lát em sẽ quay chi tiết hình thức và phía sau và phía trước cũng như phía trên cho các bác. Bây giờ em sẽ tiến hành test âm cho các bác trước. Đầu tiên thì em test cái tính năng giải mã trước, đó là tính năng giải mã optical từ Smart TV xuống. Đây, em sẽ mở lớn âm thanh để các bác trải nghiệm luôn cái chất âm. Ok, bây giờ em test đi cái tính năng chơi qua điện thoại hoặc máy tính qua cổng 3.5. Em sẽ mở bản nhạc từ điểm máy điện thoại của em. Con này thì thích hợp cho các bác nào chơi thích cái tiếng bass sâu và mạnh trong cái tầm giá rẻ thì mà có cả giải mã các thứ để cho làm loa TV luôn thì các bác có thể mua, giá rất hợp lý luôn. Bên sẽ test cái tính năng giải mã, tính năng các bác ấn nút Faxton đấy nhá. Nó đang là optical, em có chuyển về analog chưa? Là các bác có thể chơi qua điện thoại được. Đấy, qua cổng 3.5. Bàn tay ra nua ước mơ khi nào cho vừa, cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua trong đời ta, với anh mỗi người một nơi gặp lại nhau. Giờ đây tóc đã phai theo tháng ngày, ngoài trời mưa buồn than khóc cho môi duyên bé bàng, cuộc đời như con nước vẫn vương bao ưu. Bây giờ sẽ quay qua hình thức tổng quan của cả một dàn cho các bác. Con này mặt trước bãi về hình thức rất đẹp, ok. Mặt sườn cũng tương đối ok, chỉ có những sự sát cứng như nhẹ kiểu như thế này thôi, rất nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì hết, rất đẹp luôn. Phía trên rất đẹp, hai loa đề can gỗ rất đẹp. Rồi ok, loa vô vắn chưa vỡ chưa bể nở. Công suất hai loa là 100W trở kháng 6 ohm. Đầu máy đây, quạt tản nhiệt khi anh em mở lớn nó sẽ quay. Đây là vị trí cắm jack loa, đây là vị trí cắm optical, đây là vị trí cắm analog, đây là vị trí giải mã USB cho PC, cho máy tính. Đó, mọi thứ đều đẹp ok hết các bác nhá, chỉ mỗi cái là thứ hơi căng thôi.
Đó, như em nói ban đầu là em bán cho các bác cái bộ này để các bác chơi máy tính, chơi điện thoại hoặc là chơi TV xuống qua cổng giải mã Tico đều rất hoàn hảo, ok hết. MD con này có chơi, em test luôn MD. Tuy nhiên MD con này đứt dây cura rồi cho nên là nó sẽ không ra đĩa. Em tặng bác luôn cái đĩa MD trong này để các bác test ra. Đó, bác nào thích mày mò tháo ra thay dây cura là ra vào ok. Đây em đang mở nhạc qua đĩa MD các bác nhá. Đĩa MD này nó kẹt ở trong máy luôn, từ bên Nhật Bản về luôn, em không lấy ra nữa. Tặng các bác luôn đĩa MD này vì nó không ra được luôn. Đây, còn CD thì cơ vào và ok, con này bẩn mắt cho nên không đọc, không đọc rất kén. Thi thoảng có đọc, một số đĩa có đọc các nhé. Đó. Ok, bác nào lấy được lên này, số điện thoại Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Em xin nhắc lại số điện thoại Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Bộ này thì em bán với các bác với giá là 1.350.000. Vâng, 1.350.000 đã bao gồm cho các bác một bộ đổ điện, một dây AUX để các bác chơi qua điện thoại. Đó, đó là những cái món mà bán kèm cho dàn rồi. Còn đặc biệt nếu như các bác mua hàng và chuyển hết thì bên em sẽ tặng các bác bộ chân đế kê loa và kê âm ly cho nó sang trọng lịch sự và chống rung cho hai loa luôn. Đó. Nếu như các bác chuyển hết thì em sẽ tặng cái bộ chân đế này. Nếu các bác không thích, nếu chuyển hết nhưng mà không thích cái chân đế thì em đổi sang gói của tặng bao ship luôn các bác với tổng giá vẫn là 1.350.000. Đó. Còn nếu như các bác mua hàng và chuyển cọc thì bên em sẽ không có quà tặng. Nếu các bác cọc cho em bộ này là 400.000. Đó, các bác nhận hàng thanh toán nước số tiền còn lại cộng phí ship các bác giả riêng với nhân viên giao hàng. Rồi em xin cảm ơn tất cả các bác theo dõi hết video.